Xin chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay thì có rất là nhiều người hỏi mình á, là làm sao để làm một cái con chatbot tự động trên cái làm cái con chatbot tự động trên cái Facebook của mình. Thì các anh chị biết không, là trong Facebook của chúng ta đó chị, thì nó sẽ có những cái rất là nhiều tính năng tuyệt vời. Đầu tiên phải nói đến là việc chúng ta khai thác cái profile cá nhân, sử dụng cái profile cá nhân tốt, chúng ta cũng có thể kinh doanh cũng như liên lạc với tất cả mọi người một cách rất là tốt. Và thông qua Facebook thì chúng ta tìm lại được những người bạn rất là lâu không có gặp. Cái điều thứ hai là Facebook có thể tạo ra group và chat, và bây giờ Facebook còn có thể tích hợp được là fanpage. Thì các anh chị sử dụng fanpage Facebook thì nó có một cái ưu điểm là chúng ta sẽ có thể cài đặt cái tin nhắn tự động các anh chị. Ví dụ đây là trang của mình, thì mình có rất là nhiều cái trang fanpage, thì các anh chị cần phải tạo trang fanpage trước. Sau đó thì các anh chị có thể sử dụng kết hợp với một cái bên thứ ba là cung cấp cái dịch vụ chatbot hay còn gọi là chat tự động. Thì ví dụ như ở đây mình có cái trang fanpage là Trương Văn Bình đó, nhà đào tạo. Rồi thì mình định hướng đó là một cái người đào tạo, thì mình sẽ tạo trang fanpage như thế này: Trương Văn Bình, nhà đào tạo kinh doanh thương mại điện tử. Right. Tại vì mình biết trong thời gian sắp tới thương mại điện tử là một trong những lĩnh vực rất là phát triển. Vậy thì mình phát triển công việc kinh doanh cùng với Amway, và Amway thì hiện tại chuẩn bị phối hợp với thương mại điện tử để phát triển. Cho nên á, là cả hai là kết hợp trở thành một các anh chị. Và bên cạnh đó thì các anh chị muốn tạo ra một cái con chatbot cho mình thì rất là đơn giản. Ở bên trình duyệt kế bên á, thì cái khi mà các anh chị mở Facebook á, thì các anh chị sẽ có thể dùng cái Facebook cái chatbot của A2 Chat hoặc là Many Chat hoặc là Chat Full, rất là nhiều cái bên thứ ba cung cấp dịch vụ. Các anh chị dùng bên nào cũng được cả, dùng bên nào cũng được cả. Và khi các anh chị chỉ cần đăng ký và chúng ta đăng nhập này. Khi chúng ta vào cái nút đăng nhập á, thì lập tức nó sẽ connect với lại cái Facebook của chúng ta, nó sẽ connect với Facebook của chúng ta và nó hiện ra những cái con chatbot của chúng ta. Ở đây thì bản này là bản dùng free, dùng miễn phí. Tuy nhiên số lượng tin nhắn các anh chị gửi trên 1.000 tin nhắn các anh chị phải trả tiền. Nếu các anh chị không muốn gửi trên 1.000 tin nhắn thì thôi, không cần phải trả tiền các anh chị nhé. Đó. Thì về cơ bản á, là các anh chị nhìn đây. Thì đây là tất cả những cái trang fanpage của mình là mình đang quản lý. Thì bên trong á, nó sẽ có cái phần là chỉnh sửa. Thì sau khi các anh chị vào phần chỉnh sửa xong là các anh chị bấm vào cái phần trả lời tự động. Khi bấm trả lời tự động thì thông thường đó, nó sẽ có hai mục này thôi anh chị. Nếu các anh chị chọn cái kịch bản gọi là mới hoàn toàn thì chỉ có là kịch bản chào mừng và kịch bản mặc định, và nó khá là đơn giản. Các anh chị vào đây, các anh chị chỉ cần thay đổi, tại vì ví dụ như mình bấm vào phần chào mừng. Khi bấm vào phần chào mừng thì các anh chị hình dung là cái phần trên này nè là cái phần của chúng ta nói chuyện, còn cái phần dưới này là tin nhắn của khách hàng. Thì chúng ta muốn khách hàng nhắn cái gì thì mình bổ sung phần bên dưới này, còn phần trên này là phần tin nhắn chào mừng. Đó. Thì hôm nay á, mình chia sẻ với anh chị một cái cơ bản như thế này thôi, thì các cô chú các anh chị cũng có thể tạo được một cái con chatbot rồi. Tuy nhiên á, là các anh chị muốn tạo một cái con chatbot hay á, thì nó phải mất khá nhiều thời gian. Các anh chị có thể bỏ ra công sức phải học khoảng là 3 ngày. Nếu như mà các cô chú anh chị không có thời gian á, 3 ngày đó mình ví dụ như mình kiếm được khá là nhiều tiền thì mình có thể nhờ người ta làm giùm cho mình cũng được. Nhưng mà mình phải hiểu cái cách để mình sử dụng, các anh chị hiểu cái cách để sử dụng. Và cái cách để chúng ta lấy cái đường link thì chúng ta sẽ ngồi lại với cái người hướng dẫn cho mình. Thì mình cũng có thể hướng dẫn cho tất cả các anh chị nếu mà các anh chị quan tâm. Thì sắp tới mình sẽ mở một cái khóa học, thì có thể là vừa dạy online mà vừa dạy offline luôn, dạy một khóa học. Thì lúc này các anh chị học cái khóa học của mình á, các anh chị sẽ biết cách để mà tạo ra cái con chatbot đơn giản nhất cho mình, và từ đó mình từ từ mình nâng cấp lên các anh chị nhé. Rồi rất cảm ơn tất cả các cô chú các anh chị đã chú ý theo dõi, thì mình sẽ tạm ngưng cái video tại đây. Hy vọng là với cái hướng dẫn đơn giản này các anh chị vừa tạo được một cái fanpage, và sau đó các anh chị sẽ tích hợp với cái phần mềm A2 Chat này luôn thì cũng là rất ok. Và nếu các anh chị muốn nâng cấp nó lên cái bản bản gọi là bản trả phí á, thì tất nhiên sẽ có nhiều tính năng tốt hơn. Tuy nhiên là cái bản miễn phí chúng ta đã xài được rồi các anh chị nhé. Rồi cảm ơn tất cả các cô chú các anh chị đã theo dõi, và sắp tới mình sẽ dạy trên cái fanpage này. Nếu mà cô chú anh chị quan tâm thì có thể search là Trương Văn Bình, nhà đào tạo khởi nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, thì các anh chị search cái này thì các anh chị sẽ nhận được những cái đường link hoặc là những cái khóa học đào tạo trên này. Đặc biệt là mình chỉ cho đi thôi, cho nên là mình dạy miễn phí, không có thu phí các anh chị nhé. Rồi, tại vì đặc biệt là dạy miễn phí cho những cái thành viên mà đang cộng tác với mình, là những cái thành viên trong cái tổ chức Rosumer, đó là tiêu dùng thông minh thành công toàn diện.
Thì hy vọng là sẽ gặp lại các anh chị trong những cái buổi học trong thời gian sắp tới. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi rất là nhiều.